Xúc động, chiến sĩ cảnh sát giao thông rưng rưng nước mắt khi về thăm nhà, con trai không nhận ra ba mình. Với đội ngũ chống dịch tuyến đầu như y bác sĩ, công an, cảnh sát được ghé về thăm nhà, nhìn người thân trong chốc lát cũng là những phút giây vô cùng quý giá. Được thấy người thân khỏe mạnh là điều hạnh phúc hơn cả. Nhưng cũng vì thời gian xa cách khá lâu mà nhiều đứa trẻ lại có chút gượng gạo, ngại ngùng khi gặp lại ba hay mẹ. Như chiến sĩ cảnh sát giao thông trong đoạn clip dưới đây, anh đã rưng rưng nước mắt khi đứa con trai bé bỏng không nhận ra chính mình. Chiến sĩ cảnh sát ngồi lặng yên một góc, một tay bận rộn nghe điện thoại nhưng vẫn không quên nhìn con. Nghe điện thoại xong, chiến sĩ cảnh sát giao thông quay qua đưa tay định ôm con vào lòng, nhưng cậu bé đã né ra xa, đứng lén lén nhìn ba. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ bất cứ người ba nào cũng cảm thấy như bị hẫng một nhịp tim. Ba đi công tác, ghé thăm nhà một xíu, con không nhận ra ba nữa vì ba đen hơn, ốm hơn và ba đã lâu lắm rồi, chưa về. Ba rơm rớm nước mắt. Dòng trạng thái đăng tải kèm cục clip đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Chia sẻ thêm, anh Duy Trung đang công tác tại Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, người xuất hiện trong đoạn clip là chiến sĩ Chi Linh. Đồng nghiệp được phân công công tác chung trong tổ công tác tuần tra, đảm bảo chấp hành chỉ thị 16. Ngày 31 tháng 8, anh Trung và anh Linh có dịp đi công tác về gần địa phương nên đã ghé lại thăm nhà. Xa gia đình đã hơn 3 tháng nên con trai anh Linh không nhận ra ba. Trước khi lên xe, anh Trung thấy đồng nghiệp rưng rưng nước mắt. Có lẽ giây phút con trai không nhận ra chính mình khiến người chiến sĩ buồn mà không thể nói thành lời. Bạn cảm thấy thế nào khi xem xong đoạn clip xúc động này? Comment bên dưới nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất.